Xin chào quý vị và các bạn, đến hẹn lại lên. Hôm nay tôi sẽ trình bày với quý vị và các bạn về một cổ phiếu mà được rất nhiều người quan tâm đến việc đầu tư để nhận cổ tức, đặc biệt trong cái thời điểm khủng hoảng Covid đang diễn ra hết sức phức tạp như thế này. Chính vì thế, ở trong cái clip thứ 13 trên 69 clip định giá cổ phiếu thì tôi sẽ định giá cổ phiếu TDM. Vì sao lại đánh giá TDM hấp dẫn trong dài hạn? Đó là dựa trên 3 cơ sở sau. Cơ sở thứ nhất đó là định giá cổ phiếu này tương đối rẻ với PE khoảng 6.5 lần. Nếu tính cả cái lợi ích ẩn từ BWE vào trong cái kết quả kinh doanh của công ty này. Thứ hai nữa là tăng trưởng của TDM chúng tôi cho rằng khá mạnh và có thể duy trì dài hạn đến 2030 với tốc độ khoảng 10% một năm. Thì cái tốc độ này sẽ đạt được trên cái giả định là TDM sẽ thực hiện các cái kế hoạch chiến lược mở rộng như kế hoạch của đại hội đồng cổ đông các năm vừa qua thông qua, cũng như chiến lược thông qua trong cái kế hoạch dài hạn tầm nhìn 5 đến 10 năm. Tiếp theo là để đạt được điều đó thì cái tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cũng phải duy trì được mức từ 5 đến 7% một năm trong 10 năm tới. Và yếu tố thứ ba quyết định cái sự hấp dẫn của TDM đó chính là cổ tức của TDM tương đối tốt. Như nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020 vừa đưa ra, cổ tức cho TDM sẽ là 1.200 đồng và mỗi năm tăng 200 đồng. Thì như vậy cái tỷ suất cổ tức trên giá 23.500-600 đồng hiện nay thì tương ứng với khoảng hơn 5%. Thì mức này cũng gần tương đương với mức lợi suất gửi ngân hàng rồi ạ. TDM có cái sức khỏe tài chính chúng tôi đánh giá là rất tuyệt vời. Với cái tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của công ty giảm dần qua các năm, và đến 6 tháng năm 2020 chỉ còn có 35,27%. Nguyên nhân đến từ hai yếu tố chính sau. Yếu tố thứ nhất đó là vay nợ của TDM giảm dần qua các năm khi dòng tiền tương đối tốt, từ 2017 đến 6 tháng 2020 đã giảm tốt. Thứ hai nữa là vốn chủ sở hữu của TDM tăng rất mạnh do hai nguyên nhân. Một là lợi nhuận sau thuế giữ lại. Hai là TDM cũng có phát hành thêm cổ phiếu, đặc biệt vào năm 2019. Làm cho cái tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của công ty rất thấp, khoảng 35%. Tiếp theo về cái tỷ lệ chiếm dụng vốn của công ty thì ở mức những năm trước rất tốt, nhưng hiện nay ở mức trung bình. Tuy vậy chúng tôi cũng không đánh giá cao việc xem xét yếu tố này. Bởi lẽ cái việc chiếm dụng vốn hay không bị chiếm dụng vốn ở TDM nó tương đối nhỏ. Và chúng ta thấy một điều rằng từ cái cân đối kế toán đó là tài sản xây dựng dở dang của TDM rất cao. Rất cao. Năm 2017 thì TDM 2018 có đưa một nhà máy vào hoạt động. Thì đến năm 2020 này, tài sản dở dang lên đến 312 tỷ. Đó chính là cái giai đoạn mở rộng của nhà máy nước của TDM ở Dĩ An, lên đến 100.000 mét khối trên ngày đêm. Thì dự án này đã đi vào hoạt động thử từ cuối quý 1. Tuy nhiên thì đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động. Và chúng tôi kỳ vọng rằng trong quý 3 này nó sẽ được nghiệm thu và đi vào hoạt động. Từ đó giúp giải quyết cái vấn đề quá tải của cái giai đoạn 1 và giúp cho Thủ Dầu 1 có thể tăng trưởng doanh thu. Tuy nhiên lợi nhuận thì chúng ta chưa nên kỳ vọng nó có thể tăng trưởng ngay trong quý 3 này một cách mạnh mẽ, mà chúng ta hãy rời kỳ vọng đến năm 2021 hoặc thậm chí là cuối 2021. Nguyên nhân do Covid-19 xảy ra, thành ra cái việc tiêu thụ nước của các doanh nghiệp cũng không tăng trưởng được như kỳ vọng từ ban đầu. Tuy vậy nó cũng chỉ làm chậm cái việc tăng trưởng tiêu thụ nước trong ngắn hạn mà thôi. Về trong dài hạn thì nó vẫn tăng trưởng rất là tốt. Ngoài ra thì TDM là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức rất tốt và đều đặn qua các năm. Thì cái cổ tức kỳ vọng 2020 như đại hội đồng cổ đông thông qua là 1.200 đồng trên một cổ phiếu, tương ứng với khoảng hơn 5% như tôi đã trình bày. Thì như vậy là từ cái sức khỏe tài chính này có thể thấy rằng đây là một công ty có cổ tức cao và tăng trưởng hàng năm, và lợi nhuận ẩn và kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh trong tương lai sắp tới. Tiếp theo là về cái kết quả kinh doanh, hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời của TDM được đánh giá rất cao. Đầu tiên là về doanh thu tăng trưởng khá tốt với tốc độ trung bình tăng trưởng khoảng độ 15% một năm trong nhiều năm qua. Đó, riêng 6 tháng đầu năm thì tăng trưởng chậm hơn, chỉ 9,15% thôi. Nguyên nhân do 1. Covid-19 làm tiêu thụ tăng chậm. 2. Nhà máy nước Dĩ An mở rộng thì chưa được đi vào hoạt động một cách chính thức. Tiếp theo là cái chi phí giá vốn của công ty thì tăng. Đấy, giá vốn hàng bán ấy, tăng khá mạnh, chủ yếu do
thay đổi khấu hao từ quý 2 năm 2019, làm cho khấu hao 6 tháng tăng tới 12 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Bởi vậy cho nên làm cái lợi nhuận gộp của công ty có suy giảm 2 tỷ so với 6 tháng năm 2019. Nhưng chúng tôi lưu ý rằng nguyên nhân đến từ việc TDM tăng khấu hao, tức là khấu hao nhanh cái tài sản đó, thì làm lợi nhuận gộp. Tuy nhiên dòng tiền thì nó vẫn tăng trưởng rất là tốt. Tiếp theo, lợi nhuận sau thuế thì tăng trưởng khá đột biến. Đây ạ, lợi nhuận dòng đây ạ, tăng trưởng khá đột biến. Các năm, do một lãi tiền gửi của công ty có tăng, tức là doanh thu tài chính đấy ạ. Năm trước có 1 tỷ thì đây là 9 tỷ đúng không ạ? Rồi tiếp thứ hai là giảm chi phí lãi vay. Năm trước chi phí lãi vay là 21 tỷ thì năm nay còn có 14 tỷ thôi trong 6 tháng đầu năm. Đó. Và TDM không có báo cáo tài chính hợp nhất nên không ghi nhận toàn bộ lợi nhuận theo tỷ lệ vào báo cáo tài chính. Chính vì thế cho nên TDM ẩn lợi nhuận, chúng tôi đánh giá năm 2019 ẩn khoảng độ 120 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tức là cái lợi nhuận sau thuế nếu chúng ta tính chuẩn, tính đúng, nó sẽ khoảng độ 324 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cơ. Và chúng ta phải tính như thế thì mới đủ và đánh giá một cách chính xác cái hoạt động của TDM. Bởi vì như chúng ta đã biết, nghiên cứu tài sản TDM có tới một nửa già là đầu tư tài chính dài hạn. Đó chính là việc sở hữu 38,5% cổ phiếu BWE, mà BWE lại mang lại lợi nhuận lên đến khoảng 470-480 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2019. Trong khi cổ tức thì nó chi trả khá là hạn chế, chỉ khoảng độ hơn 100 tỷ mà thôi. Bên cạnh đó thì TDM cũng sở hữu cổ phần tại nước Đồng Nai, cũng là một trong doanh nghiệp nước tốt nhất Việt Nam hiện nay. Và hiệu quả sinh lời ROE của TDM nếu tính cả lợi ích từ BWE thì luôn đạt trên 20% và sẽ tiếp tục tăng nữa, do cái việc mở rộng cái nhà máy Dĩ An kia sẽ góp phần tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong tương lai rất tốt. Trong khi cái quy mô tài sản của TDM có thể không cần tăng, thậm chí TDM có thể vác tiền đi trả nợ vay làm giảm tài sản và vốn chủ sở hữu sẽ tăng chậm hơn so với việc tăng trưởng lợi nhuận. Thì trên đây là tôi đã đánh giá cái kết quả kinh doanh và rất tích cực, và nó có chủ yếu là việc tăng giá nước và bên cạnh đó là sản lượng tiêu thụ nước ở cái khu vực này cũng rất tốt. Thì như chúng ta đã biết thì ở khu vực Bình Dương các cái doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp rất nổi tiếng và hưởng lợi rất nhiều, nguyên nhân từ FDI đầu tư vào, rồi các doanh nghiệp mở rộng rất nhiều đó, và TDM là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi tốt như thế. Tiếp theo đó là về dòng tiền của TDM thì phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty. Đầu tiên là dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2016 là dương rất lớn đấy. Còn 2014-15 là công ty mới đi vào hoạt động, để thành ra dòng tiền này có thể âm. Và cái việc dương lớn này nguyên nhân chủ yếu đến từ cái kết quả sản xuất kinh doanh rất tốt, do lợi nhuận cao và khấu hao mạnh. Đó, thì đây là được đánh giá rất là khả quan. Tiếp theo là dòng tiền từ hoạt động đầu tư, chúng ta có thể thấy âm rất lớn từ các năm qua, đặc biệt 2017 âm rất lớn do đầu tư cái nhà máy mới đi vào hoạt động. Tương tự như thế, năm 2019 và 6 tháng 2020 tiếp tục đầu tư rất mạnh, đó là cái dự án Dĩ An Đài. Đó, thì cho thấy là đây là một cái tiềm năng triển vọng để TDM có thể tăng trưởng trong tương lai, khi nhà máy nước Dĩ An 3 này có thể đi vào hoạt động chính thức vào quý 3 năm 2020, và muộn nhất là theo chúng tôi muộn nhất thì cùng lắm là đầu quý 4 năm 2020 mà thôi. Tiếp theo về dòng tiền hoạt động tài chính của TDM năm 2019 đây có dương, năm 2018 âm là do trả nợ. Thì ở đây 2014 dương rất lớn là do phát hành cổ phiếu hồi là mở rộng công ty, thành lập công ty. Năm 2015 thì có dương 150 tỷ do phát hành và cộng nợ để tiếp tục đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. 2016-2017 tiếp tục dòng tiền dương là do công ty huy động vốn cũng như là vay nợ để có thể đầu tư các cái nhà máy nước Dĩ An, đúng không ạ? Rồi năm 2018 là công ty có dòng tiền tài chính âm rất mạnh, nguyên nhân đến từ việc công ty đã trả bớt nợ vay và trả cổ tức khá là tốt. Và đến 2019 thì công ty có dương rất lớn, nguyên nhân chủ yếu do phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn phục vụ cho việc phát triển. Thì đến 6 tháng 2020 thì công ty âm 165 tỷ, thì nguyên nhân đến chủ yếu từ việc đó là trả nợ và cổ tức nữa. Thì trên đây là tôi đã đánh giá về cái dòng tiền của TDM cũng là rất tốt và nó rất phù hợp với một cái công ty đang đầu tư để chuẩn bị mở rộng sản xuất kinh doanh. Đó, thì trên đây là đã đánh giá về phần tài chính rồi, thì tiếp theo thì chúng ta sẽ phân tích cái cổ phiếu TDM rõ hơn về các mặt hoạt động kinh doanh vân vân. Thì tổng quan về TDM thì giá đóng cửa ngày 11 tháng 8 năm 2020 là 23.600 đồng,
trung bình giao dịch cổ phiếu là 256.000 cổ phiếu một ngày. Vốn hóa là thị trường là 2.259 tỷ, số lượng cổ phiếu là 95,7 cổ phiếu, ROE là 26%, ROA 13,6%, EPS bao gồm cả BWE năm 2020 là khoảng 3.950 đồng, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu là khoảng 17.000 đồng. Thì cổ đông lớn gồm có Quỳnh Phúc nắm 9,48%, Dựa Tiền Phong miền Nam là nắm 7.31% và Thương mại NTP nắm 6,27%. Ông Phạm Văn Chiến thì nắm 5,6%, ông Võ Văn Bình nắm 4,55% và các cái cổ đông khác thì nắm 66,79% về cái cổ phiếu này. Và giá đóng cửa như tôi vừa nói đó là 23.600 đồng. Đó. Tiếp theo là về giới thiệu TDM cũng như đánh giá cái lợi thế cạnh tranh của cái công ty này. Trước tiên, Bình Dương là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng đô thị hóa rất là mạnh, thu hút FDI cao nhất Việt Nam. Do đó, làm cho tốc độ tăng trưởng tiêu thụ nước sẽ tăng cao khoảng 10-15% một năm trong vài năm tới đây. B nữa là giá bán nước cao khiến cho hiệu quả kinh doanh của TDM cao nhất Việt Nam. Và giá bán nước này được tỉnh đã đồng ý tăng hàng năm. Và nước bán cho doanh nghiệp cao hơn so với hộ gia đình. Trong khi thất thoát của TDM gần như bằng không do công ty này bán buôn cho BWE để BWE đi bán lẻ cho các cái hộ dân. Và đặc biệt là ở Bình Dương, như tôi đã nói, nhiều doanh nghiệp mà nước bán buôn bán cho doanh nghiệp thì lại giá cao hơn so với bán cho hộ dân. Bởi vì rất đơn giản, hộ dân là được nhà nước họ bảo trợ, bảo hộ, thành ra giá nước sẽ được ưu đãi hơn so với các cái hộ kinh doanh. Tiếp theo, thứ hai là cung nước thì luôn không đủ cầu, khiến cho nhà máy Vĩ An của TDM hoạt động lên đến 138,263% công suất vào năm 2019. Chính vì thế có cái nhà máy Vĩ An 3 ra thì chúng tôi kỳ vọng sẽ gỡ tải cho cái nhà máy Vĩ An trước này. Và bên cạnh đó là có thể chỉ trong khoảng 2 năm tới là full công suất cái nhà máy Vĩ An 3. Thứ ba là khách hàng BWE của TDM có vị thế độc quyền tại Bình Dương, chính là công ty liên kết của TDM, khi TDM sở hữu tới 38,5% của BWE là cổ đông lớn nhất. Chính vì thế cho nên TDM được đảm bảo đầu ra một cách tương đối chắc chắn cho mình do sở hữu cổ phần rất lớn 38,5%. Và thứ tư là ngày 22 tháng 2 năm 2018 thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành cái quyết định số 04/2018, quyết định Ủy ban Nhân dân cho phép BWE tăng giá nước đối với người dùng cuối cùng thêm khoảng 5% một năm trong giai đoạn từ 2018 đến 2022, tức là 5 năm. Sau quyết định này thì TDM và BWE cũng đã đạt được thỏa thuận với nhau là TDM cũng đồng thời tăng 5% giá bán nước cho BWE mỗi năm từ 2018 đến hết 2022. Thì cái này là một trong những lợi thế rất mạnh khiến cho cái kết quả kinh doanh của TDM có thể ngày càng tốt hơn, do giá bán thì tăng như vậy nhưng chi phí thì nó có thể tăng thấp hơn so với mức đó hàng năm. Tiếp theo về triển vọng tương lai của TDM thì một, hiện nay TDM khai thác khoảng 25.000 mét khối trên cái công suất 50.000 mét khối tại nhà máy nước Bào Bàng. Thì nhà máy nước này cũng đang có sự tăng trưởng tốt, thì chúng tôi cũng kỳ vọng chỉ khoảng 2 năm nữa thôi thì nhà máy nước này sẽ full công suất. Và TDM khai thác 138.263 mét khối công suất một ngày đêm trên cái công suất thiết kế là 100.000 mét khối, tương ứng với tổng công suất khai thác của TDM hiện nay là 163.263 mét khối trên một ngày đêm. Trong khi đó, công suất của Vĩ An 3 sẽ cung cấp thêm 100.000 mét khối trong năm 2020. Như vậy, tổng công suất thiết kế của TDM là 250.000 mét khối, nhưng công suất thực tế chúng tôi cho rằng có thể đạt tới khoảng 300.000 mét khối. Thì chính vì thế cho nên cái dư địa tăng trưởng còn rất lớn trong 5 năm tới, có thể đạt từ 10-15% trên một năm. Thứ hai là tăng trưởng giá bán nước 5% đến năm 2022, tức là còn tăng hết 2020, 2021, 2022, tức là 3 năm. Sau đó thì chúng tôi có thể cho rằng là có thể 2 năm sẽ tăng một lần khoảng 5% nữa. Thì do đó lợi nhuận của TDM có thể tăng trưởng từ 14% đến 20% đến năm 2025. Và thứ ba là tỷ lệ bán nước cho doanh nghiệp ở Bình Dương sẽ ngày càng lớn hơn, do ở đây là cái vốn thu hút FDI của Việt Nam có thể giúp TDM tăng lấy lợi nhuận cao hơn dự kiến. Thì như tôi đã trình bày ở phía trên, đó là bán nước cho doanh nghiệp bán buôn ấy thì sẽ cao hơn so với bán lẻ cho chúng ta hiện nay đó. Và đây là một cái vốn của phát triển khu công nghiệp. Tôi chỉ lấy ví dụ như này, ngành gỗ chẳng hạn, thì ở khu công nghiệp Nam Tân Uyên thì khu đó chiếm tới khoảng 60-70% tổng chất gỗ ở Việt Nam, chỉ trong một cái địa bàn như vậy thôi, cho thấy là ở đây tiềm năng đến như thế nào. Tiếp theo là về dự báo kết quả kinh doanh của TDM.
thì chúng tôi cho rằng là doanh thu 2020 có thể đạt 395, 2021 489, 2022 580 và 2023 có thể 700. Cái dự này chỉ là ước tính trên một số cái cơ sở chúng tôi giả định thôi. Còn bởi vì thực tế nó có thể khác rất nhiều do cái điều kiện kinh tế cũng như một số các cái vấn đề khác liên quan đến quản trị điều hành của công ty. Thì nếu mà lợi nhuận sau thuế bao gồm cả BWE nhỉ, chúng tôi có tính tổng lợi ích là khoảng 380 tỷ 2020 và có thể đạt 600 tỷ vào năm 2023. Và cái phúc lợi khen thưởng thì 2020 chúng tôi dự kiến là khoảng 76 tỷ, 2021 86, 2022 khoảng 105 và 2023 là 120 tỷ. Tức là tương ứng với mức khoảng độ 20% trên tổng cái lợi nhuận sau thuế của công ty. Thì lợi nhuận sau thuế còn lại của công ty là có thể chia là 304 tỷ 2020 và 344 tỷ 2021 và 480 tỷ vào năm 2023. Thì đây là những giấy giả định trên một số cái cơ sở chúng tôi đưa ra. Thì PE cho 2020 đâu đó khoảng 6.322 lần, cho 2021 khoảng 5.26 lần, cho 2023 khoảng 3 lần. Thì trên cái giá hiện tại và có trừ đi cái cổ tức hàng năm công ty có thể nhận được. Thì như đúng như lộ trình thì năm 2020 cổ tức thì công ty đề ra 1.200, năm sau 1.400, năm sau nữa 1.600 và chúng tôi kỳ vọng rằng 2023 có thể trả lên đến 2.000 đồng do lượng tiền của TDM rất là dồi dào. Và với cái việc trả cổ tức một cách khá là bài bản và có lộ trình như vậy thì chúng tôi cho rằng định giá cổ phiếu này thì chúng tôi cũng sử dụng cái phương pháp chiết khấu cổ tức, nhưng mà do TDM còn tăng trưởng trong một vài giai đoạn nữa, chính vì thế chúng tôi sẽ sử dụng phương pháp định giá chiết khấu cổ tức theo 3 giai đoạn. Thì chúng tôi ra được cái giá cổ phiếu TDM là 46.584 đồng ở giá hiện tại đối với một cổ phiếu này, tức là cái mức giá cao gấp đôi so với mức giá hiện tại vào ngày 11 tháng 8 năm 2020 này. Thì TDM có những cái triển vọng như vậy, vậy nó có rủi ro gì không? Thì theo chúng tôi nó có 3 rủi ro. Trong đó rủi ro lớn nhất đó là quản trị lãnh đạo, thì chúng tôi chưa được kiểm chứng họ có thực sự tốt hay thực sự chuẩn chỉ để cho chúng ta có thể phát triển lâu dài hay không. Thực sự cái điều này chưa được kiểm chứng. Do cái giá cổ phiếu này nó cũng biến động, chúng tôi cho rằng nó quá cao so với những gì bản thân nó xứng đáng nhận được. Thứ hai là chính sách nhà nước có thể thay đổi, từ đó làm ảnh hưởng đến TDM cũng như là BWE, khiến cho lợi nhuận hay là doanh thu của công ty có thể không ổn lắm. Thứ ba là sở hữu BWE có thể bị giảm, do sắp tới trong cái tháng 8, tháng 9 này sẽ diễn ra cái việc đấu giá cổ phiếu BWE, từ đó có thể ảnh hưởng đến cái đầu ra của TDM trong tương lai. Tuy nhiên chúng tôi đánh giá cái rủi ro thứ ba này là thấp nhất, thứ hai cũng tương đối thấp. Rủi ro thứ nhất thì chúng tôi chưa kiểm chứng, và nếu nó có xảy ra thì đây cũng sẽ là một rủi ro tương đối lớn. Đó. Tiếp theo là chúng tôi sẽ đưa ra cái khuyến nghị với cổ phiếu này như sau. TDM là một cổ phiếu tốt trong một ngành tăng trưởng tại một đất nước đang phát triển mạnh. Tuy vậy nó có cái rủi ro chưa chắc chắn về quản trị công ty như tôi đã trình bày. Do đó nhà đầu tư cần tự cân nhắc khi ra quyết định có nên mua hay không. Còn về cơ bản chúng tôi khẳng định đây là một cổ phiếu rất tốt và xứng đáng nằm trong top 69 cổ phiếu hàng đầu của Việt Nam để chúng tôi khuyến nghị trong cái series này. Thì trên đây là nội dung tôi đã trình bày về cổ phiếu TDM. Quý vị và các bạn có muốn trao đổi sâu thêm về cổ phiếu TDM cũng như đánh giá về các cái cổ phiếu khác thì quý vị có thể comment bên phía dưới cái clip này để chúng tôi có thể hỗ trợ giải đáp cho quý vị và các bạn một cách tốt nhất. Bên cạnh đó thì tại AZFIN Việt Nam chúng tôi hàng tháng luôn luôn có các cái lớp học, các cái khóa học đào tạo cho để trở thành những nhà đầu tư thực sự với những kiến thức thực chiến nhất, áp dụng luôn vào cổ phiếu ở trên sàn. Hoặc là quý vị và các bạn nếu có cái mong muốn được phát triển đồng hành cùng AZFIN một cách lâu dài và mong muốn rằng đầu tư lớn trên cái thị trường này trong cái chu kỳ 10 năm tới để hưởng lợi một chu kỳ mới rất rực rỡ và chúng tôi đánh giá là mạnh nhất trong cái thị trường chứng khoán Việt Nam trong nhiều năm tới, thì quý vị hãy có thể comment và tham gia cái room VIP của chúng tôi để có thể đồng hành cùng AZFIN Việt Nam gặt hái những cái thành quả rất tốt và đặc biệt là có thêm những cái kiến thức khi được thường xuyên chăm sóc bởi đội ngũ của chúng tôi. Thì xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có được những cái thành công mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán Việt Nam.